Thôi tan lễ. Happy birthday chú Diều. Happy birthday, happy birthday chú Diều. Happy birthday, happy birthday mẹ yêu. Happy birthday, happy birthday vợ yêu. Happy birthday, happy birthday. À, chính xác. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu. Hôm nay Trần Văn Hảo sẽ làm một cái clip để nhờ YouTube giữ dùm kỷ niệm ngày 24 tháng 9 ngày 2020. Chúc vợ yêu của Hảo là luôn luôn lúc nào là cũng xinh đẹp, xinh như hoa anh chị ạ, nhờ xinh như hoa, tươi tắn và có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc trong rất là hạnh phúc trong tương lai cũng là trong thời gian sắp tới. Happy birthday vợ yêu. Happy birthday mẹ yêu. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu. Và hôm nay Trần Văn Hảo cũng là mời được ca sĩ Phan Anh Tùng từ YouTube đã về đây hát mừng sinh nhật của vợ yêu Giáp Thị Thanh Nữ Trần Văn Hảo. Xin mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bắt đầu. Phải ghi vào. Mời các bạn cùng thưởng thức. Happy birthday chú gì? Happy birthday, happy birthday chú gì? Em làm một cái clip này để YouTube giữ dùm. Chúc tất cả những người có ngày sinh nhật của ngày 24 tháng 9 cũng luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc giống như vợ tôi, giống như con tôi. Ai mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh của tôi nha, để tất cả những video tiếp theo tôi phát sóng thì các bạn cũng được nhận từ tôi. Gia đình thân yêu của chúng tôi xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye chị Hai đây. Chị Hai bye bye đây. Tuyệt vời. Con chúc mừng mẹ yêu đi. Con hôn má mẹ phát cho mẹ xuống. Chồng yêu, các con cùng toàn thể các anh em bạn bè chúc mừng sinh nhật cho Giáp Nữ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này.